Tiếp nối phần 2, chúng ta sẽ đến với phần 3 của series những bí mật thú vị về rượu dâm banh chắc chắn bạn chưa từng biết đến. 6. Dâm banh rất tốt cho sức khỏe. Theo một nghiên cứu mới được thực hiện bởi Đại học Reading của Anh, uống rượu dâm banh có thể giúp cải thiện các chức năng của não và thậm chí trì hoãn bệnh Alzheimer. Thật vậy, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng polyphenol chứa trong nho Pinot Noir và Meunier có thể kích thích phần não bộ nhận thức về trí nhớ và học tập. Nói cách khác, một ly dâm banh mỗi ngày sẽ giúp bạn tránh xa các bác sĩ đó. 7. Kho báu từ biển cả. Năm 2010, một đội lặn đến từ Phần Lan đã sống trong một câu chuyện kỳ lạ tuyệt vời như trong cuốn tiểu thuyết nổi tiếng 2 vạn dặm dưới đáy biển của Gustav Werner. Thật vậy, khi đang lặn dưới đáy biển Baltic, họ đã phát hiện ra thùng hàng đựng những chai nước kỳ lạ trong xác một chiếc thuyền của Đức. Người thợ lặn đầu tiên nhận thấy đã quyết định mang theo về một vài chai để phân tích thử chất lỏng bên trong. Kết quả đây là những chai rượu dâm banh đã tồn tại khoảng 170 năm ở biển Baltic. Đáng ngạc nhiên hơn, rượu dâm banh vẫn giữ được những đặc tính và đặc trưng của nó. Các chuyên gia rượu vang thậm chí còn đánh giá loại rượu này là trẻ, với độ tươi tuyệt vời, nồng nàn hương hoa cùng vị trái cây. Ngày nay, một số nhà sản xuất rượu dâm banh nổi tiếng như Velvet Glickwood đang tiến hành thử nghiệm rượu dâm banh được ủ trong lòng biển. 8. Dâm banh là di sản thế giới được UNESCO công nhận. Kể từ năm 2015, các sườn đồi, nhà ở và hồng rượu ở vùng dâm banh chính thức được UNESCO xếp hạng là di sản thế giới trong hạng mục phong cảnh văn hóa sống, Living, Cotuzo, Landscape. Sự tôn vinh này là kết quả từ nỗ lực của Hiệp hội Paysage du Sâm Panh và giá trị phổ quát đặc biệt của Sâm Panh đã được UNESCO công nhận. Sự công nhận này cũng sẽ giúp bảo tồn 320 AOC ở vùng Sâm Panh cũng như để tiếp tục gìn giữ các phương pháp truyền thống mà tổ tiên ở đây đã sử dụng để sản xuất loại rượu độc đáo này. Từ kiến trúc đến lịch sử nhân loại, Sâm Panh thật sự mang đến rất nhiều giá trị. Follow và thả tim cho Daily Wine Việt Nam để đón nhận những chia sẻ bổ ích về rượu vang nhé!